Hello mọi người và chào mừng quay trở lại với kênh của TK. Và ngày hôm nay đáng lẽ là mình phải đi ngủ, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Nhưng mà hồi nãy mình lướt ở trên TikTok thì mình thấy được một thứ rất là bị ám luôn. Thế là mình phải bật dậy và cho các bạn coi Lois Chung cover tò te tí của Chris Evans. Trùng hợp một cái là cái ảnh Facebook của mình á, mình chụp ảnh nó ảo quá, thế là trông mình đẹp trai như là anh Chris Evans vậy đó. Bạn đã bao giờ thấy TQ và Chris Evans ở trong một căn phòng chưa? Có lẽ nào họ là một người? Đây, để chăm cho các bạn coi. Nếu như mà một ngày nào đó mình thất nghiệp thì các bạn biết mình làm gì rồi đó. Ok, mình rất là hổ thẹn khi mà video lần trước mình hứa rằng mình sẽ ra video mỗi ngày, đúng không? Xong rồi cái mình nghỉ hẳn 10 ngày. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem TikTok. Oh my gosh, các bạn nhìn cái hiệu ứng cáp kết kìa. Tôi bị tiền đình mà thấy video này xong cái tôi đột quỵ luôn. Oh my gosh, cái âm nhạc cùng với hình ảnh nó đã khiến cho toàn bộ giác quan của mình bốc cháy. Trẻ gì ba, tôi còn không thèm nhìn á. Tại vì thứ tôi quan tâm chính là anh. Các bạn nhìn cái đầu nắm kia kìa. Có thể là bây giờ các bạn đang cười chê người ta, chứ trở về những thập niên 1600 mấy là ông này là ông này đúng hợp gu luôn. Rồi các bạn nhìn nè, đó. Giống hệt luôn á. Cái đầu mình cũng vậy. Đây sẽ là các lỗi sai mọi người hay gặp phải khi mọi người sử dụng máy uốn xoắn tự động. Nếu như các bạn xem video mình đủ lâu, khoảng 6 năm trước thì các bạn thấy rằng là mình đã từng uốn tóc. Ừ thì ở đây anh có 3 lựa chọn. Uốn kiểu con sâu, uốn kiểu con rắn. Nhưng mà cái đầu của em chỉ có thể uốn kiểu đầu bùi thôi. Anh làm sao mà uốn cho đầu em nó nhẹ thôi nha. Và ai cũng tưởng là mình độ mì tôm trên đầu. Vẽ bà Tư bán xoài đi anh. Ok, đây là bà Tư đang ôm những trái xoài. Nhiều xoài hơn nữa. Alright, nhiều đấy, chắc là nuôi được cả một làng châu Phi. Ok, bà Tư bán xoài. Cái gì? Bây giờ tôi mới nhận ra cái này là AI. Thì trí tuệ nhân tạo nó rất là thông minh, nhưng mà nó lại ngu một vài chỗ. Giống như là cái tay của bạn á, nó sẽ khiến nhau biến dạng, nó thấy nhìn ra lắm. Hay là những con chữ cũng vậy. Xò lắc chứ không phải chà tắc. Ok. Nhìn hấp dẫn thiệt. Bà Tư lắc xoài. Oh my gosh. Các bạn nhìn mấy cái gân tay kìa. Gân kiểu này là bóp cổ được cả đỡ hức đấy chứ. Tự nhiên đêm khuya bắt tôi coi mấy thế này chảy nước miếng. Tôi lại tự nhiên thèm đồ chua. Không lẽ tôi có bầu rồi sao? Alright, bà Tư lắc xoài bằng cả tính mạng. Oh my gosh. Bà Tư đang đau khổ và những bà già bên cạnh thì cười như là được mùi vậy đó. Oh my gosh. Làm gì làm chứ đừng bây giờ nợ tiền của bà Tư. Ok, lắc mạnh liệt hơn nữa. Đó là điều mà bạn gái cũng hay nói với mình. Bà Tư bấm mạnh tới nỗi mà bà bóp được cái trái xoài thành bột luôn. Còn bà này giống kiểu như là bà chuẩn bị bán nhà và chuyển qua một nơi khác để sống vậy đó. Có hàng xóm như vậy cũng sợ lắm mọi người. Bà Tư lắc 10 ký xoài. Oh my gosh. Cái này là 10 tấn thì có. Và mọi người trong chợ rất là thờ ơ luôn. Họ kiểu như là ồ có gì đâu, đây là chuyện hàng ngày ở nhà bà Tư mà, không gì khác thường hết. Kinh doanh bà Tư lắc dưa hấu. Oh my. Lắc mạnh liệt hơn nữa. Bây giờ các bạn, cách đây 100 năm thì người ta đã hứa rằng là cái năm 2023 chúng ta sẽ có xe bay. Và bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có bà Tư lắc xoài bằng trí tuệ nhân tạo. Mình có nghĩa là trí tuệ nhân tạo sẽ đứng dậy và hủy diệt loài người giống như là mấy bộ phim kẻ hủy diệt. Nhưng mà không, nó còn tệ hơn nữa. Bà Tư lắc cái xe. Holy. Bà Tư lắc cái xe hơi. Nhìn như là bà Tư đang xâm hại cái xe vậy đó. Oh my god. Xe nó rụng trứng kìa. Phú giải chế nên đổi tên thành phú giải thoát. Làm ơn hãy giải thoát thôi khỏi cái thứ hỗn độn này. Bà Tư lắc cái máy bay. Oh my god. Bà Tư đang dần tiến hóa thành một thực thể vũ trụ. Và một ngày nào đó cô ấy có thể nuốt trọn trái đất. Bà Tư lắc cái nhà. Damn. Mình thấy cái ảnh này rất là phản cảm nha. Mình tập gym 4-5 năm mà không bằng một cái bà cô lắc xoài. Các bạn nhìn cái đống cơ chân kìa. Cái nhà to hơn nữa. Holy shit. Bà Tư còn một chương trình giảm cân cấp tốc. Nặng tới nỗi mà bà không đứng được mà phải ngồi xuống. Hình như bà Tư càng ngày càng trẻ ra. Đúng vậy, lắc xoài có thể tăng tuổi thọ của bạn. Mèo vặt mỗi ngày. Khỏi cảm ơn. Bà Tư lắc luôn cả trái đất. Holy shit. Mình đã nói các bạn cái gì? Cô ấy sẽ xâm chiếm trái đất. Bà Tư lắc bằng cả tính này. No, bà Tư. Đừng có lắc nữa bà Tư. Khi cô 7 tuổi và đây là cách cô ta search YouTube. Rồi mở bài nhạc của con muốn nghe không? Coi coi.
Hả? Cái cái này là 5 chữ K. Nếu như mà bạn dừng ở 3 chữ K thì bạn sẽ có vấn đề lớn. Thật sự hả? Wow. À, chữ K có nghĩa là chữ Kết. Oh my god. Hồi xưa mình cũng có niềm đam mê mãnh liệt với lại K-pop đó mọi người. Nhóm mình thích nhất là Big Bang, nhưng mà mình không có biết cái lời bài hát trong tiếng Hàn là gì hết. Thế là mình đã tìm cái phiên bản tiếng Việt. Đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga. Nhận ra một điều là la 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 la. Mà công nghệ bây giờ hiện đại lắm, các bạn không cần phải search đúng cái tên của video đó, mà các bạn chỉ cần search cái nội dung bên trong cũng được, hay là nghe gần giống. Giống như là TQ lắc mông đúng không, nó sẽ hiện ra TQ hát nhạc Tết và chơi cái ghế. Mừng Tết đến và đọc đến nhà nhà. Cứ gần Tết là cái video nó sẽ trồi lên canh hoa vàng. Và tôi cảnh báo các bạn á, thằng nào mà lên TikTok đăng lại canh đậu hoa là tôi sẽ vào từng video tôi chửi. Ok, thăm tươi. Đó là sai lầm tuổi trẻ của tôi, hãy để cho nó chết đi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ và còn cháu sang năm lại đón Tết sang. Rồi, chưa bóng. Kể từ ngày hôm nay thì chơi bóng sẽ mang một nghĩa khác. Mình không gay nhưng mà cái video này nó khiến cho mình thích thú hơn cả những video những cô gái lắc mông á các bạn. Thấy có mình làm không mà sao nghe nó gay quá vậy. Mình không biết giải thích thế nào nhưng các bạn hiểu đúng không? Hồi nãy mình công lắm nhưng bây giờ mình thắng lạ luôn. Cảm ơn chị Quỳnh Vy. Lọc thiên hạ nhưng mà app này rất là xuất sắc trong việc chỉnh sửa ảnh một cách cực kỳ là tự nhiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa. Để chỉnh sửa mà còn tự nhiên nữa. Nè, các bạn nhìn mặt tôi có giống tự nhiên không? Ôi, tìm giúp mình tên cái bài hát này với, mình nghe trên TikTok suốt rồi nhưng mà lúc cần tìm để chèn vào video tìm mãi không thấy. Nghe như tiếng xì hơi mà tôi tạo ra ở trong nhà tắm vậy. Chiếm ngưỡng nhạc sắc chấn động với chiếc... Mình rất là khó chịu khi mà thấy những con người xinh đẹp thế này, tại vì họ làm cho mình cảm thấy như là mình là một con khí đồ vậy đó. Thật là không công bằng. Không ai cả, tôi năm 2018. Yeah, cái này là suffering. Mình nhảy cái bài này ở cái văn hóa ở trường nè mọi người. Và mình mong là không ai nhớ cái sự kiện đó. Mà bây giờ là đã 4-5 năm rồi mà mình vẫn không làm được, nó khó lắm luôn á. Kiểu như là hồi đó mình có đôi giày mấy trăm ngàn, mình rất là tiếc, mình không có muốn chà cái mặt ấy xuống mặt sàn á, nó sẽ bị mòn. Thế là mình cứ giống như là bị khít tật vậy đó. Xót xa một hot TikToker ở Nam Định bất ngờ qua đời. Gì ghê vậy? Thôi ngủ sớm đi mọi người. Mình sẽ dừng video tại đờ... Thật ra mình đã uống bầu cụng rồi. Và bây giờ mình nằm xuống mình ngủ cũng không được đâu. Nghĩa mẹ như nước trong. Nước trong. Oh no, mình lại thiếu năng nữa rồi. À, là người cứu nước, là Bác Hồ. Mình nhớ hồi lớp 3 á, mình đã bị phạt đứng ngồi lớp tại vì mình không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. Mà tệ hơn là lúc đó mình đang là sao đỏ. Kiểu như là trong lớp có một bài kiểm tra bất ngờ ấy các bạn. Tôi hổ thẹn luôn á. Ok, good. How do you start it? Next. You. Yes, good. Next. See. Everybody was fuck. Hồi lớp 10 mình cũng có giáo viên tiếng Anh. Và cô ấy bất lực khi mà đọc tên mình tới nỗi cô ấy đặt cho mình một cái tên khác luôn. Thay vì gọi là Lợi thì cứ đọc là Lois. Lois đây. Và chính là cái tên mà mình có hiện giờ, Lois. Mà thật ra mình sai chính tả nữa. Cái chữ đó là Lewis. Cái chữ U ở trước. Nhưng mà mình bây giờ là chữ Y ở trước mà. Và mình đã lỡ rồi nên là mình không thể đổi được. Tại vì cái TikTok nó chặn bạn đổi tên trong vòng 30 ngày á. Lois chứ không phải là Lewis nha. Và rất là tội cho những người tên là Dung ha. Tại vì khi mà các bạn viết tiếng Anh nó sẽ là chữ don, và nó có nghĩa là